chuyện chẳng là thế này các anh em ạ. À. đang ngồi canh tết với bát mì tôm úp dở lúc nửa đêm. có một anh em inbox cho tớ rằng, anh ấy thử reaction về clip sau khi những tác giả về chung một nhà với hãng đi anh. À, thì tớ cũng hơi giật mình, vì thường thì tớ rất ít khi để ý mấy cái thứ tiểu tiết như thế. với lại cũng hơi thắc mắc là tại sao một member lại có một yêu cầu kỳ cục đến như vậy. kèm theo một đường link khá hay ho. Nên tôi đã tìm cách download lại một video và so sánh với bản gốc Và tôi cũng muốn phân tích luôn cho các bạn cái đường link mà bạn ấy đã gửi cho tớ là gì các bạn nhá Không chờ chờ gì nữa Whoa. On Trên tường của tớ có một clip so sánh ở đấy các bạn. À, clip Astartes với hàng triệu view trên YouTube rất nổi tiếng Và tớ sẽ để link ngay dưới phần mô tả cho bạn nào lười nhá Thì kể ra hầu như mọi thứ không có gì đặc biệt lắm so với bản gốc Ngoại trừ một số điểm khác nhau như sau Đầu tiên Điều chúng ta thấy dễ nhất đó chính là phông màu của bản gốc của tác giả Có màu xanh dương nhiều hơn các bạn ạ Nhưng sau khi về công ty mẹ Có vẻ như nó đã được giảm bớt Trong khi đó là nền màu xanh lá cây được thêm vào nhiều hơn rõ ràng Hơi khó hiểu và các anh em và nhất là trên reddit và các forum kín kia thì cũng có khá nhiều người phản đối vì ai cũng biết là màu xanh dương đậm như bản gốc rõ ràng là sẽ mang lại cái cảm giác u tối và lạnh lẽo hơn là màu xanh lá cây điều đó rất phù hợp với một bối cảnh green dark như 40k công nhận là đúng nhưng tớ đã thử tìm mọi cách để có thể bênh vực hãng khi mà thử tra cứu google và có vẻ như là việc thay thế cái phông nền bằng màu xanh lá cây Sẽ làm cho các sự vật trở nên rõ ràng và sáng lạng hơn Cộng thêm với việc là màu xanh lá sẽ làm những người có vấn đề Vì thị giác không quá khó khăn khi nhìn Chắc là một cái cách tiếp cận người dùng chắc ừ, cũng có công nhận <laughs> Vì tớ không thể tìm được cái lý do nào khác cho cái sự thay đổi này Nên tớ nghĩ là đây có thể là một cái lý do hợp lý Thứ hai là đoạn 3 phút 16 giây khi mà khung cảnh của phát bắn plasma đã được lật ngược lại, à, khiến cho đường đạn thay đổi từ phía phải sang trái, trong khi bản gốc là từ trái sang phải. xét về góc đứng của anh Spectre này thì à, vài giây trước, có lẽ đây là một phân đoạn hợp lý không kém khác, khi mà nó đã khiến cho phát súng của anh chàng này đã trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Ngoài ra thì đến cuối clip là phút thứ 12 hai, chữ Astartes xem ra đã bị thay đổi. Nhưng tôi thấy thì nhìn nó có vẻ thanh thoát và chuyên nghiệp hơn hẳn so với bản gốc, ý kiến cá nhân của tớ. Tiếp theo thì là lời cảm ơn của đội ngũ làm ra clip gốc so với một khung cảnh chơi trống của bên hãng và cũng dẫn tới là thời lượng của bản gốc đã dài hơn một chút bởi after credit đã được thay nhanh hơn bên ngoài. Và cũng có thể là tinh ý một chút thì các bạn sẽ cảm thấy là nhạc nền của bản gốc có lẽ là một trời một vực so với bản của hãng. Vậy điều này ẩn ý cho điều gì? Theo như tớ tìm hiểu Thì ban đầu Astartes đã mượn một bản nhạc của series thẩm phán Red Để chèn vào cái đoạn cuối Đánh rằng là họ không bị đánh bản quyền vì công ty social media của Dread đã không có cái phản hồi gì từ gần một năm nay Nhưng mà về lý thì khi trở về với công ty mẹ Bất cứ vụ kiện nào đều sẽ ảnh hưởng đến cả công ty Chứ không chỉ còn là một đội ngũ làm về cái clip nữa nên là dù tớ nghĩ là nhạc cũ ấn tượng hơn nhưng để tránh rắc rối hãng vẫn quyết tâm chèn thêm một đoạn mới vào tất cả vì đại cục để tớ nghĩ là trách cũng chả trách móc được họ vì vậy túm cái váy lại hãng kéo các clip về không phải là họ bỏ xó đâu mà là cũng có họ cũng có một chút gì đấy gọi là công sức để đưa những cái cải thiện về mặt logic Và cho người xem rồi để ý một chút về mặt bản quyền trước thì chúng ta nhiều người người ta không để ý lắm nhưng mà giờ thì có vẻ như là hãng đã để ý hơn để những tác phẩm nó có thể vào đời sống mà không bị cản trở gì cả tuy nhiên thì thứ tớ để ý hơn nữa đó chính là cái dòng link mà các bạn này đã gửi cho tớ đây này à, ấn vào thì hóa ra đó là những cái dòng trạng thái về các cuộc bà, bàn luận sau nửa năm game mua shop đã làm gì và những content creator nước ngoài đã được những cái gì sau cái uh, vụ siết chặt ip này tớ chỉ thuật lại thôi nhá chỉ tớ không có đủ tầm vóc cũng hiểu biết để bình luận tất cả những cái ý kiến trên của cả hai bên Game Workshop và một vài điều có thể các bạn chưa biết Phần 1 Game Workshop đang quan sát tất cả các Youtube làm về sản phẩm của họ Một phần nào đó Kênh MyOQ với hơn 278.000 lượt sub Đã từng bị cảnh báo bởi video của ông này có quá nhiều hình ảnh anime chèn vào Dịch tẹt ra là hai ten Cơ mà đây là Youtube nơi mà nền tảng của youtube sẽ đánh giá chất lượng video nên ông ấy nói đéo và cũng từ đây mà myokin cũng làm luôn một bảng thống kê ra là kinh tế của game workshop càng tăng thì những quyết định của họ càng ngày càng vớ vẩn và đi uh, tham gia trực tiếp và sâu hơn vào những cái người mà phát triển cái mảng uh, content creator ấy và tin tôi đi nó sẽ vớ vẩn vãi cái lồ nữa cho mà xem đấy là nguyên văn cái ý ông myoku nói lại sau phán quyết về bản quyền cổ phiếu của Game Workshop bắt đầu có những thụt giảm lên đến vài phần trăm cơ. Trong một vài phiên giao dịch thì có lẽ là chiến dịch cách mạng tẩy chay Game Workshop lạm quyền đã có hiệu lực. Nhưng sau một khoảng thời gian thì người chơi, người yêu Warhammer 40 cây đã có thể là bắt đầu nhận ra rằng cái việc làm của hãng là không sai nên màu trắng và mọi chuyện đã có vẻ như là về cái vị trí ban đầu. Nhưng hết vụ này thì sự vụ khác lại ập đến. Có lẽ các bạn sẽ không sao lạ gì với Game Workshop đúng không? siết chặt IP rồi mở ra cái thứ luật mới về việc sẽ ký kết hợp đồng với những người sáng tạo trên mọi nền tảng. Nhưng nếu các bạn cảm thấy bức xúc vì số đã chết hay là TTS đã dừng lại vô thời hạn bao nhiêu, thì những người làm content creator về lo ở nước ngoài lại nổi lên cái sự thờ ơ của hãng bấy nhiêu, đánh răng những cái người sáng tạo nội dung rồi đưa ra những tình tiết cốt truyện đến với người đọc không bị sờ gáy trong cái lần truy quét lần này. Nhưng những người sở hữu những kênh hàng trăm ngàn lượt shop và rất nổi tiếng trong cộng đồng Khi được đề nghị bắt tay với Game Workshop để đạt được những thứ được gọi là quyền tiếp cận với những thông tin mới nhất Thứ họ nhận được chẳng là cái gì cả Midwinter Minutes với hơn 200.000 lượt shop Hàng trăm video nói về Warhammer mô hình thị trường định hướng người chơi là một trong những kênh đầu tiên đã tham gia vào việc bắt tay với hãng sau vài tháng đã phải đăng clip tuyên bố là dừng mọi mối quan hệ. Lý do đơn giản thôi, họ không nhận được những gì mà cam kết hai bên đã thỏa thuận ngay từ đầu. Một bản NDA được đồn đại tràn ngập trên Reddit về việc sẽ nhận được những ưu đãi bất ngờ gì khi đăng ký trở thành người sáng tạo nội dung cho Game Workshop. Nhưng kết quả như thế nào? họ nhận được thông tin rất chậm, thậm chí thông tin về sản phẩm còn chậm hơn rất nhiều so với báo chí. Những offer nghe thì có vẻ khá là thú vị và mời gọi, nhưng thật ra nó sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa. Vì giờ đây nếu đồng ý tham gia vào cái bản NDA này, người sáng tạo sẽ không được nhận bất cứ đồng ủng hộ của người xem trên mọi nền tảng, bao gồm cả Patreon và YouTube. Trong 3 năm hợp đồng có hiệu lực, người sáng tạo không được kinh doanh bất cứ mặt hàng nào của hãng cho những khách hàng trong danh mục đã ghi. Về cơ bản, The game workshop sẽ trả tiền cho các bạn, không phải là từ fan nữa. Và buồn cười hơn nữa là trong cái khoảng thời gian hợp đồng có hiệu lực, bạn sẽ không được thuê tuyển hợp tác với bất cứ bên nào liên quan đến việc sáng tạo nội dung. Vì thế nên là ai can đảm ký xong thì xác định là họ đang tự xây một cái pháo đài để nhốt mình trong cái sự sáng tạo của mình. Không sai. Về bản thân tớ thì tớ thật là cái vấn đề này nó rất là nhạy cảm với lại tớ cũng tự ý thức được là mình cũng chưa làm gì cho cộng đồng nhiều thế nên là cũng không dám gọi là bình luận gì cho cái vụ việc lần này và tớ cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là với sức vóc hạn hẹp của mình có thể làm được nhiều anh em cảm thấy uh, thú vị và bổ ích tớ đam mê và tớ thấy thích thú khi được ủng hộ mà thôi tớ hiểu thông điệp bạn đã gửi đến cho mình ý tưởng về reaction hai đoạn trên và cái đường link này ạ những cái dòng tranh luận nảy lửa giữa hàng hãng và những người sáng tạo con te này với tớ nó là chuyện vĩ mô giống như tớ là cái con dân của đế chế vậy dù có đại chiến ngoài quỹ đạo bùng beng như thế nào thì với tớ tớ vẫn chỉ là con kiến chăm chỉ làm việc 20 tiếng một ngày mà thôi dù có chẳng được dòm ngó hay là để ý gì nhưng mà miễn được các bạn ủng hộ là tớ vẫn sẽ làm mà chứ không không có ý kiến gọi là phản bác bên nào cả bên nào cũng có cái phần đúng của họ nên là mong mọi người Ai gua cũng được Ai chửi bới gì cũng chẳng sao Một ngày làm việc học tập của chúng ta Cũng đã rất là mệt mỏi rồi Cứ xả hết ra đi Cứ thỏa mãn con hổ trong mình đi các bạn ạ Và coi 40k là một nơi để thực hiện nó Cũng được Nhưng mà các bạn hãy nhớ rằng Nếu việc bày tỏ cảm xúc của chúng ta Mang lại niềm vui cho chúng ta Và nhiều người khác trong cộng đồng Mọi thứ sẽ rất là tuyệt vời Nhưng uh, Nếu quá đà có khi một ngày của chúng ta mang lại u tối cho người khác Như vậy đã, đã mất đi một nửa ý nghĩa mất rồi Và như thế thì tớ không thấy vui vẻ thật sự cho lắm Họ có thể lấy tiền của tớ, không sao Họ xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra hơn 40 năm phát triển một con game Họ lấy đi kênh youtube của tớ vì tớ quá lỗ lăng Cũng chẳng sao Tại vì tớ còn hơn 5.000 anh em ủng hộ tớ ở những vùng đất mới cơ mà nhưng nếu họ yêu cầu những người sáng tạo nội dung như tớ nghiêm túc và đi theo cái được gọi là mong muốn phát triển thị trường một cách quy củ. Nà, Santa Forty k vẫn chỉ là Santa Forty k Và tớ là một anh tựa xây, không phải là một người làm kinh tế từ cảm xúc của người xem. Thế là sẽ nhiều lúc sẽ không thể chiều lòng hết tất cả các bạn được. Mà các bạn bỏ qua cho nhá. Vì thế nên tớ nghĩ à, cuối năm rồi, mình cũng gom góp được một ít kinh phí từ việc làm Youtube một khoảng thời gian nữa sẽ tập hợp tất cả mọi người và tổ chức lại một event giveaway của ít lòng nhiều. Mong anh em tham gia cho vui, người may mắn thì có tí quà đón Tết, mà người xui xui thì lại góp vui được phần nào. Và cũng xin lỗi là một vài anh em chưa nhận được quà vì cái nhà tài trợ gặp vấn đề về sức khỏe hơn 3 tháng nay. Nên tớ chưa tiện nhắc họ phải gửi quà đến cho những anh em mà đã có công dịch cả một cuốn sách novel bằng giấy mấy trăm trang ấy. Nhưng cuối năm rồi tớ sẽ sắp xếp để gửi các bạn sớm nhất có thể Dịch bệnh ấy mà Mong anh em có thể bỏ qua cho tôi nhá Còn bây giờ thì Hoàng đế sẽ bảo vệ tất cả chúng ta The Emperor Protect Peace